Lại Lê Vương, chào các bạn. Mình là Long Minh. Hôm nay chào các bạn. Hôm nay trời mưa, vừa hết mưa xong mình làm video. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cây Lophocatus. Lophocatus là có rất loại, nhiều loại. Nhưng mà đặc tính chung của cây loại này á, thì nó có tính cây này á, ở nước ngoài á, cấm xuất khẩu. Bởi vì nó như này, nó cây này á, là nó có chất kích thích trong thân nó, trong thân nó, trong cái hoa của nó, trong phấn của nó có chất kích thích gây ảo giác các bạn. Nên cái giống cây thuộc quyền Long Minh. Nên chủ vườn xin rồng người chơi trước á, Long Minh gọi là cây thuộc quyền. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cây xin rồng cắt nước khác nhau á, thì họ đây là cấm khai thác, cấm quy định, bởi vì sợ người ta dùng thường để làm loại xin rồng Lofo á, là có hình cầu đang cầm bên tay á, là cầu, cây và không có gai, có nấm lòng thôi, cây dịp làm do cái loại này á, loại Lofo này á thì tháp và ra hoa liên tục, có trong đặc điểm cái là hoa của nó thụ rất dễ, nhưng mà trái nên ở số nước là gọi là cái rất nhỏ xương rồng và ít hạt ảo giác. Mà thường á, loại này á thường đến có mái lọ là có trái to hơn tại mình nhà mình có loại loại hơn William, nhưng mà cái đó là trái của xương rồng là vì thế là trái xương rồng William và nó có thân cao sinh ra là loại này dễ thụ, đường kính từ khoảng 2 cm đến 8 cm, nhưng mà thì chưa cái đến 10 cm cũng có, và dễ loại này cũng dễ, tháp loại này cũng dễ các bạn ha, và loại này có gai này dễ, nó tròn cũng dễ ra hoa này dễ trồng. Mình trồng loại này thì rất chậm, lớn rất chậm, trồng hạt có, trồng tháp cái ghép có, tháp dịp lâm có, ba cạnh cũng có, sáu cạnh cũng có. Đây là cây hạt. Cái loại này vì mình thích, vì mình nghĩ hạt. Mình không nghĩ về cây lòng, vì các bạn thấy có nấm lòng không? Thích mà vì nó đẹp, nó giống cái đầu trọc vườn xin rồng của lòng. Nhưng mình thấy đẹp, mình do nó có cái cây mình đang cầm tay là cây hạt có chất gây ảo giác, có phong lớn nên hồi xưa loại là hai cây mình cùng nhau để ra tá để là cái hạt. Đó, các bạn thang trái mình thấp trong dịp làm trái là mập quá trời. Vườn mình thì đủ thứ loại, vì mình là chơi, không phải là chơi mình là chơi lâu rồi, chơi từ lúc mà mình học cấp 2, và mình chơi thì kiểu là sưu tập, mình chơi lò đầu mình chơi, và chơi theo điều kiện của mình về tìm hiểu về sưu tầm. Mình đang cầm bên tay là cây Lofo tháp tên dịp lam cho các bạn xem. Trái của các bạn thấy trái của nó không? Trái của nó thường là màu hồng và rất nhỏ, như hơn to hơn hạt gạo xí, mà hạt từ khoảng từ 5 đến 10 hạt. Có những trái to thì hơn, nhưng mà trái nhỏ thì có 2-3 hạt thôi. Đây là cây hạt đẹp nên mình trồng riêng ở chậu, mình thấy đẹp nên mình trồng riêng ở chậu. Nó rất co chồi, và chồi đó mình định làm một cái cây cổ thụ. Các bạn thấy nó đẹp không? Oh.
Nhưng mà loại này á dễ trồng, dễ thụ phấn nên mình thụ phấn liên tục, để ra trái liên tục. À, mình gieo cũng rất nhiều, mình ghép cũng rất nhiều thụ phấn. Mà các bạn muốn cho cây tìm những cây to mau lớn thì bằng thụ phấn mình gieo hạt, để mình lấy hạt, mình gieo, mình lấy cây và mình thắp lên diệp long. Như cây ban đầu mình giới thiệu là cây có cây diệp long, chỉ cần thắp 3 tháng là cây đã to rồi, hoặc lấy 6 tháng là cây to xài 5 phân. Đây cái cây mình thụ phấn cho bà con coi, mình thụ phấn cho bà con coi đó. Đơn giản thụ phấn loại này rất đơn giản, các bạn thấy không? Đơn giản. Các bạn xem video thì nhớ bấm like và đăng ký cho mình sẽ làm nhiều video khác.